Rồi quý vị, cái combo này là combo 492 nha quý vị. Combo này nó có 10 cây sâm hương nha, 500k bao phí ship luôn ha. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi, cây số 1 đầu tiên nha. Rồi đây số 1. Cây này là làm rất là lẹ mau, có cây chơi lắm nha quý vị. Một cây. Rồi cây số 2. Cây số 3. Đây cây số 4. Cây này quái lắm nha. Cây cây số 5. Cây số 6. Cây số 7. Cây này số 8 nha quý vị. Rồi, cây này cây số 9. Trời đang mưa nha quý vị. Lớp cớp tôi đợi nó lá tôi quay luôn nha. Rồi đây cây số 10, cây cuối cùng. Đó. Những cái cây này á quý vị, về làm giống vậy nè. Vậy thấy không? Thấy cái cây tôi bán đưa gà nè, cái to nè. Cái cây này nhỏ hơn cái cây đang bán cho quý vị nhiều nha. Nhỏ hơn gấp đôi luôn nha quý vị. Đó, thấy không? Có cây thì nó nhỏ hơn tí, còn cây thì nó bự hơn gấp đôi luôn đó. Làm lên chừng 4 tháng, 3 tháng nữa là có con cây chơi nha quý vị. Rồi xuống luôn nha, 10 cây 500 bao phí ship ha. Đó nè, trời đang mưa nha. Quý vị thấy rồi đó, lớp cốp rồi. Rồi xuống luôn nha quý vị.